Sáng nay thấy vợ anh vào đây làm gì đấy? Rồi về đây xong là đi cắt khẩu ấy, xong vừa ấy đang ở dưới tòa án kia, đang làm đơn ở dưới kia, xong là bảo nộp xong tòa án này gọi cho anh xong là anh cũng xuống chợ, nhưng mà anh bảo anh không bỏ thì ý là không bỏ vợ đấy à? Vâng, thì bây giờ đứa con của mình nữa, sau này nó khổ con quá thì nếu mà vợ quay lại vẫn đồng ý lấy à? Vâng, nhưng mà bây giờ biết làm thế nào đâu chú. Đúng rồi, thì bây giờ anh là đi lấy thêm bước nữa thì sau này dưa hấu này hôm nay mẹ mua về cho đấy đúng không? Thế là vợ của anh vào đây thì có vào nhà này không anh? Không, anh đi. Cười đi. Từ góc bên này sang bên này nó phải rơi vào tầm khoảng 13 mét. Đấy, bây giờ ở đây là được cái nền nhà rất là rộng, thoải mái luôn. Đây mà cái này mà mang đi vào bệnh viện là cái này chắc chắn là phải bó bột rồi. Này các bác, cái cục xương này lòi ra nhìn rất là to luôn. Ôi dồi ôi. Cháu Quyền xin chào các bác. Này, Huy chào các ông các bà nào. Con chào các ông các bà. Huy giới thiệu một chút về bản thân nào. Con chào các ông các bà, con tên là Huy, hôm nay con được 7 tuổi. Mẹ đi lấy chồng mới, hiện tại con đang ở với bà. Ở với bố đúng không? Ở với ba. Thưa các bác, là hiện tại thì cháu đang ở trên nhà của hai bé Huy và Khang. Khang thì bị câm điếc bẩm sinh, còn bé Huy ấy thì là được bình thường. Đấy, nhưng mà hiện tại là người bố ngày trước là mẹ bỏ đi lấy chồng mới thì bố cũng bỏ đi lấy vợ mới, thì bố đã quay trở lại, hiện tại là về ở với hai cháu. Ngày trước là Khang ở với cháu ấy thì là Khang là sáng sủa, trắng trẻo, nhưng mà hiện tại là về ở với bố một thời gian thì thấy là nheo nhóc lắm rồi các bác ạ. Đấy, thì Huy thì được đi học, còn Khang thì bị câm điếc bẩm sinh ấy, thì là không được đi học. Hiện tại là Huy vẫn đang ở trong trường, giờ này là nghỉ trưa. Thì ngày hôm nay là cháu quay trở lại. Ngày trước cháu có nhận được phần quà của ông 95 tuổi ở bên Mỹ, đó là 100 đô là ông có gửi đến cho hai bé Huy và Khang. Thế thì hôm trước thì ông có bảo với cháu là có thể sử dụng cái số tiền đó để làm cái kinh phí là múc lại cái nền nhà cho hai bé Huy và Khang. Ngày trước bố của Khang bảo là muốn múc cái chỗ nền kia để làm cái nhà bếp ấy. Thì hiện tại là máy xúc cháu hôm nọ là cháu đi múc ở bên xa bên kia thì đánh để bên này ấy. Thì là cháu hôm nay đang đánh máy xúc là xuống dưới này để múc rồi. Bây giờ thì xin mời cô bác anh chị đồng hành với cháu ở trong video ngày hôm nay cô bác nhá. Bây giờ thì cháu ơi, Khang sẽ đi. Đấy, mấy bạn này đi học không? Hả? Đi học đi. Hả? Bây giờ sắp vào lớp rồi, đi học đi, tí cô giáo chửi đấy. Không biết là vì sao các bác ạ, thấy chân nhảy lon ton này, hình như bảo bị đau chân. Hai anh em là ở với nhau ấy là suốt ngày nghịch nhau, trêu nhau thôi. Đấy, ngày trước là bé Khang ấy là đẩy bé Huy ngã xong là gãy tay. Đấy, bé Huy bị gãy tay. Đấy, hiện tại là cháu đã đánh máy xúc xuống đến đây rồi, thì tí nữa sẽ san lại cái nền ở dưới kia cho nó bằng lại. Thưa cô bác, là máy xúc ấy thì là mua về cho Hưng để Hưng lái. Tuy nhiên thì Hưng vẫn chưa thuần thạo hết tất cả những cái động tác, và hiện tại thì là Hưng vẫn đang ở trên nhà cửa vẫn chưa ổn định, chưa xong ấy các bác, thì vẫn chưa thể là cho Hưng theo anh em cháu để lái máy được. Bây giờ phải xong cái phần nhà cửa đã, sau đó thì cháu sẽ cho Hưng là đảm nhiệm lái máy xúc. Đấy, thì hôm nay là đánh máy xuống đây thì vẫn chưa có ai lái ấy, thì cháu vẫn thuê một người em. Đấy, một tức nghĩa là một ngày công ấy là em ấy lái máy cho cháu, là cháu thuê mất 500.000. Đấy thì đổ dầu này, đấy, còn tiền công này. Nếu mà Hưng mà đi theo cháu làm ấy thì nói chung là cháu vẫn sẽ
giả như là hiện tại là cháu đang giả cho em lái máy này là 500.000 một ngày. Một tháng thì nếu mà làm đều vẫn được 15 triệu. Đấy, đang không có đường đi ở đây, bà trồng rau hết rồi. Bố mới khá lộp phải á, nãy. Ờ, à bà bảo là cho đi qua nhưng mà kệ thôi. Nãy học trở đi nhà nọ. Đấy, không có đường đi thì bà trồng rau lang vào đây rồi. Ô, để lung chép vào còn nọ. Cháu đang bảo sau này cho Khang này. Cho Khang lớn lên là cho Khang đi học làm kiến trúc. Đấy, đây là nhà của anh Đông. Hình như là vừa nãy thấy vợ của anh ấy vào đây. Không biết là vào đây làm gì các bác ạ. Em chào anh Đông nhá. Vâng, chào chú nhá. Đang dọn đây ra rồi à? Vâng, anh dọn đây ra mà. Cái chỗ này có múc không? Cái này bây giờ nó bằng cái nền này chắc không múc được. Cái này không cần múc đâu. Thì cái này không phải tháo đâu mà. Thì tí múc ở kia cho nó bằng ra đây thôi. Đất để chỗ nào? Đất chắc quăng xuống dưới đây cho anh thôi nhỉ. Nhưng mà phải để đất nhà mình nhá. Vâng. Không được để đất nhà họ nhá, không tí họ không đồng ý đâu. Đấy, cứ múc từ trên này xuống đất để bên này nhá. Để bên này này. Đi về nhà uống nước đi. Sáng nay thấy vợ anh vào đây làm gì đấy? Rồi về đây xong là đi cắt khẩu ấy, xong vừa ấy đang ở dưới tòa án kia, đang làm đơn ở dưới kia, xong là bảo nộp xong tòa án này gọi cho anh xong là anh cũng xuống chợ nhưng mà anh bảo anh không bỏ thì ý là không bỏ vợ đấy à? Vâng, thì bây giờ nhưng mà bây giờ nếu mà vợ anh mà quay lại thì anh có đồng ý lấy không? Thì bây giờ có mấy đứa con ở có mấy đứa con của mình nữa, sau này nó khổ con quá. Thì nếu mà vợ quay lại vẫn đồng ý lấy à? Vâng, nhưng mà bây giờ biết làm thế nào đâu chú. Đúng rồi thì... bây giờ anh mà đi lấy thêm bước nữa thì sau này là khổ Huy với Khang. Hai người thì có con ở giữa rồi thì nếu mà anh lấy thì em cũng không ý kiến gì đâu. Nhưng mà hình như vợ của anh đi sang kia là cũng có con rồi nhỉ? Hình như có một đứa con, bây giờ bảo là về xong là làm đơn ly hôn với anh ấy thì anh có giấy đăng ký kết hôn thì tòa án mới gọi cho anh. Anh không đồng ý. Vâng. Thế thì bây giờ anh không đồng ý thì chắc là chị đấy cũng không thể bỏ được. Chắc nhưng thế mà rồi. Anh phải để chị ấy là đồng ý để lấy anh thôi chứ bây giờ. Tại vì anh cũng chị đi lấy chồng mới thì anh cũng đi lấy vợ mới là coi như là hòa đúng không? Thì bây giờ biết làm thế nào, bây giờ thằng Huy với thằng Khang thì lại có ở đấy xong rồi sau này nó khổ con quá. Sau này khổ con thì anh biết nghĩ thế là cũng được. Thì nếu mà anh mà chinh phục được người vợ của mình để về đấy, chung sống thì cũng được thôi. Chị ấy đi lấy chồng mới thì cũng có con nhưng mà anh cũng đã đi lấy vợ mới thì coi như là đã hòa. Đấy, thì bây giờ là nếu mà lấy vợ anh về thì anh phải quản lý được không? Không à, về được một thời gian chị ấy lại bỏ đi thì đấy lại khổ con ấy. Bây giờ thì anh có giấy đăng ký kết hôn ấy, xong là lúc ấy tòa gọi anh bảo có giấy đăng ký kết hôn, ông bảo có. Xong là bên tòa bảo thế bây giờ tùy em thôi. Nếu mà bây giờ mà anh mà đồng ý đi xuống tòa ký là coi như là hai vợ chồng là đã bỏ nhau rồi. Vâng, đúng rồi. Xong anh chưa đi ký, hôm nay vừa mới gọi lần đầu tiên. Thôi bây giờ đi dọn cái này ra đi nhỉ. Đi vào nhà. Dọn tách này ra xong à. Em ơi, tí múc cái này xong là đất nó quăng sang bên này nhé. Hả? Xả nắm không ạ? Đấy các bác ạ, hôm nay lên trên này thì nghe được một cái tin là thấy anh Đông anh bảo là hiện tại là vợ đi lấy chồng ở bên Su Phi là ra đây để cắt khẩu đi sang bên đấy ở ấy. Nhưng mà anh không đồng ý là bỏ. Thì bây giờ nếu mà níu kéo được thì cho chị ấy một cơ hội đấy, để cho vợ của anh quay lại ở nuôi con. Đấy, bây giờ nếu mà bỏ nhau như thế thì khổ cho hai bé Huy và Khang ấy. Thì anh ấy không đồng ý là bỏ nhau. Đấy, thì anh ấy không đồng ý xuống tòa để mà ký cái đơn ly hôn. Tại vì cháu ở trên này thấy chị ấy có đi xe máy đi qua trên này. Đấy, thì hỏi bảo là
lên đây làm gì thì chị bảo là đi lên xe này để cắt khẩu. Đấy, cắt khẩu để đi sang kia ở. Nhưng mà để mà người với người giữ nhau ấy thì là rất là khó. Đấy, bây giờ thì phải được sự đồng ý cơ. Không là ở về đây ở được vài hôm thì lại bỏ nhau thì lúc đấy lại khổ con. Hôm nọ đi kia múc được mấy ngày nhỉ em nhỉ? Một ngày dưới à? Thế là hòa. Đấy, hôm nọ đi kia múc một cái nền ấy, nền nhà cho bà con ấy, nhưng mà múc xong thì trừ tiền dầu, tiền thuê xe đi nữa là hòa. Không được lãi. Đấy, mấy xúc là ngày trước là cháu đi xuống cái kia xem một lần ấy, thì lúc đấy là cháu đã lấy về. Đấy, hiện tại thì cho bố để lái, nhưng mà bố cũng chưa biết múc. Đấy, Huy thì em hiện tại lái ấy, thì là nhà thì cũng ở gần cháu thôi các bác ạ. Tới này thì cháu cũng đang nghiên cứu là xong cái công trình này thì được sự đồng hành của các bác thì cháu sẽ tiếp tục là triển khai cái tuyến đường lên trên bản thôn Đán Khao, cái đường mà lên trên nhà của anh Nga Hầu, mà hiện tại là anh trưởng thôn đang ở đấy, đang có 6 hộ đang sinh sống ở trên đấy mà chưa có đường đi lại ấy các bác ạ. Còn nước không em? Còn cái nước đấy không? Nước mát không? Nước máy không? Thế đổ thêm nước vào. Nước máy á? À. Đổ rồi, em đổ. À. Trước khi lái là phải đổ máy, nước máy trước ấy nhỉ? Đấy, cháu bảo cho Huy, cho Khang là chắc là thích rồi. Đang bảo là cho Khang là lớn ấy, xong là cho đi học lái máy xúc. Như Khang là đi lái máy xúc được ấy nhờ. Nhưng mà sợ, ví dụ như sợ chủ nhà bảo là bây giờ phải múc chỗ này nhá, thì sợ Khang là không nghe thấy thì không biết rồi. Giao tiếp không được thôi. Đúng rồi, Khang lấy nước về đổ đây, tí có nước mà dùng nhá. Nước còn nhiều nước à? Sao mà còn nhiều thế? Này đợi lâu à? Chỗ này không đi qua được à em? Hôm nay thì cháu sẽ hộ hai bé Huy Khang là múc từ đằng kia về đây, đến góc kia, quăng đất sang bên kia. Đấy, làm cái chỗ này nó bằng cái nền nhà kia. Đấy, thì sau này ví dụ như hai bé Huy Khang thì có muốn làm thêm một nhà nữa ở đây là cũng được hai nhà rồi. Đấy, bố của Huy thì bảo là tới này đi làm có tiền ấy thì là sẽ làm cái nhà bếp ở đây. Đấy, hiện tại thì ngày trước là đi vay, làm sổ vay ngân hàng ấy. Đấy, không biết là đã vay được chưa? Anh Đông trước đi làm sổ đi vay ngân hàng vay được chưa? Đúng chưa chú ạ? Xong là anh đi đến xã bên kia bảo không có người thừa kế thì họ không cho vay nữa. À, ừ. Sao không có người thừa kế là kiểu gì? Không người thừa kế là không có vợ ấy. À. Họ không cho vay nữa. Sợ mình vay là không có khả năng để già. Vâng. Là không cho vay. Vâng. Thế nhưng mà bên ngân hàng dưới bên kia vẫn bảo cho vay, nhưng mà xong anh đi làm sổ xong là gọi điện về trong thôn xong là lại không vay được nữa. À, tôi không vay được thì mình làm xong cái này thì mình đi kiếm tiền, lúc nào có tiền mình làm sau. Anh đi làm thợ xây chắc ngày được 200. Thì đi làm lâu tiết kiệm được thì mình làm xong cũng được. Phần nhà bếp đấy. Anh đâu rồi, mấy nữa cho Khang đi ở với em nhá. Này, hỏi xem có đi không? Này. Mày nghe thấy à?
Ở nhà trêu nhau hôm nọ đẩy Huy bị gãy tay nhỉ. Đấy, hai anh em trêu nhau hôm nọ đẩy thằng Huy ấy bị gãy tay luôn. Ha. Này, còn bây giờ không ngoan mấy rồi. Ngày trước ngoan lắm. Ở với bố thì không biết là có dạy làm như ở với cháu không. Ở với cháu là phải bắt giặt quần áo này, ăn cơm xong thì phải bắt rửa bát này, quét nhà này. Đấy, phải dạy từ lúc nó còn bé thế này, sau này nó lớn nó mới biết làm, nó mới không lười. Khang thích lắm ấy. Khang ngồi xem nào. Ngồi đi. Đấy, cho Khang học lái máy xúc nhá. Đúng rồi. Sau này lớn cho nó đi học lái máy xúc thôi. Rồi xuống đi. Cho ngồi đây này. Úi giời. Cho đứng ở đây xem nhá. Đấy. Cho ngồi máy xúc luôn. Cho ngồi ở trên bên trong máy xúc luôn để học. Xúc này thì từ lúc cháu mua về đến giờ này cũng may là trong cái quá trình đi làm đến giờ là vẫn máy móc là rất là ngon. Đấy, không bị hỏng hóc ở đâu cả. Chỉ hy vọng là Hưng sẽ có duyên với quý cô chú Mạnh Thường Quân để làm xong ngôi nhà cho Hưng nhanh. Sau đó thì cháu sẽ cho Hưng lái máy xúc này để cho Hưng là có thu nhập ấy các bác. Bây giờ thì sẽ múc đất ở trên kia đổ xuống đây, tí nữa sẽ lại chuyển từ trên kia lại xuống hất xuống dưới này. Ngày trước là bố của Khang là làm cái này để làm cái chuồng lợn, nhưng mà sau khi mà kè xong thì không có tiền thì lại cứ bỏ không như này. Máy xúc thì cái điều hòa bị hỏng rồi. Đấy, anh em cháu đang tính thì bảo là đi làm vài công trình để có kinh phí đó thì mới thay lắp cái điều hòa vào. Không ngờ tới này đến tháng 7, tháng 8 đi múc ấy giờ rất là nóng. Khang thì có vẻ như là hôm nay là rất là thích, tại vì là lần đầu tiên được ngồi lái máy xúc ấy. Cười sướng. May là cái phần đất này thì là không có đá gì cả thì múc cũng dễ thôi. Sàn cái chỗ này nền ở đây bằng ấy thì nhà của hai bé Huy Khang thì có hai anh em. Hai anh em Huy với Khang thì sau này là hai anh em là có thể là sẽ chia ra mỗi người một nửa để có cái đất làm nhà. Đấy. Ở đây là cũng có một bạn cũng giống như bạn Khang cũng bị câm điếc bẩm sinh. Đấy, có hai bạn. không nói được, không nghe được.
như là có một viên đá rồi. Thưa cô bác, là xong cái công trình này thì nếu mà chưa có kinh phí để mà anh em cháu đi múc cái tuyến đường lên trên nhà anh A Hầu ấy, thì cháu sẽ đánh máy đi xuống dưới nhà của ông Dĩ. Đấy, hộ ông Dĩ là đào cái ao đã. Ngày trước là được cô một cô là hỗ trợ là 5 triệu. Đấy, thì tới nay anh em cháu đánh máy xuống dưới kia thì hy vọng là sẽ đón nhận thêm được sự ủng hộ của các bác, thì để hỗ trợ tiền dầu với cả kinh phí thuê lái để cháu là múc hộ ông Dĩ luôn. Thưa các bác anh chị, là làm một lúc ấy thì là hình như là máy hết dầu rồi. Bây giờ thì lại phải đi mua dầu máy xúc về để làm nốt cho hai anh em. Hình như là máy bị hết dầu rồi. Kêu không được đều lắm không? Lấy một can nhé em ơi, lấy một can nhá. Mua dầu về để làm nốt. Khang thì xuống rồi các bác ạ. Hình như là ngồi trên đấy chán rồi ấy. Đấy, cái khu vực này thì ở trên cao nhìn xuống ấy là rất là bằng. Tại vì ngày xưa là ở trong cả cái thôn bản này là ở trên chỗ nhà của anh A Hầu. Sau khi mà ở trên đấy bị nguy hiểm quá, những cái vùng đất ấy bị lún, thế là nhà nước là chuyển bà con di chuyển vào đây ở. Đấy, sau đó thì được vài năm sau thì vẫn chưa thấy hiện tượng gì, thì bà con một số hộ lại chuyển lên trên đấy ở. Như là anh trưởng thôn thì không có đất, ruộng nương của anh ở trên đấy thì anh lại chuyển lên trên đấy ở. Còn hầu như là bà con tầm 80% là chuyển xuống đây ở hết rồi. Cái gì? Khang là rủ cháu vào nhà ấy, không biết là rủ vào nhà làm gì. Đang anh Đông anh đang nấu cơm. À, dưa hấu này hôm nay mẹ mua về cho đấy đúng không? Thế là vợ của anh vào đây thì có vào nhà này không anh? Không, anh đi không phải. Đấy, lấy cho cháu, mời cháu ăn dưa hấu đấy. Ok.
sáng nay là mẹ của bé Khang vào đây ấy, thì là vào đây để cắt khẩu nhưng mà cũng không vào nhà đâu. Hình như là lấy đi cho anh lái máy đấy. Khang thì tính của Khang này không kiệt sỉ nhỉ. Khang là khác với Huy. Hai già lấy mời. Lấy đi cho anh lái chú lái máy xúc hay sao ấy. Tính của Khang là rất là tốt luôn đấy các bác ạ, không kiệt sỉ một chút nào. Cảm ơn Khang nhá. Vợ chồng cháu xin chào các bác ạ. Các bác ơi, hiện tại đằng sau vợ chồng cháu đây là gian hàng từ thiện của vợ chồng cháu. Hiện tại thì vợ chồng cháu có một số mặt hàng đang bán ở trên kênh. Thì cho vợ chồng cháu xin phép các bác là 1 đến 2 phút để giới thiệu qua sản phẩm. Đầu tiên đó là măng nứa khô. Đây là măng nứa ở trên nhà của anh A Páo. Đây là măng miếng các bác nhé. Và măng thì có hai loại, măng miếng và măng dối. Và sản phẩm thứ hai đó là mướp đắng rừng thái lát và đã phơi khô rồi. Đây các bác ạ. Và sản phẩm thứ ba đây là nấm hương rừng và có cả mộc nhĩ rừng. Đấy. Và thuốc đau xương khớp. Đấy, thuốc đau xương khớp thì các thành phần là cây đau xương này, trái nhầu khô này, cây trinh nữ này, cây chìa vôi này, củ bình vôi này, cây cỏ xước này, cây tơn trơn này, vân vân, nhiều lắm các bác ạ. Cái này là trị đau nhức xương khớp, bệnh gút, đau lưng, đau gối, đau vai gáy, đầu đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm. Và ngoài ra thì còn có miến rong này. Đấy, miến rong thì có hai loại, miến rong sợi nhỏ và sợi to. Và đây là bột nghệ. Đấy, bột nghệ thì khác với tinh bột nghệ các bác ạ. Đây là cái hạt ốc chó của ốc chó. Em Quân các bác ạ. Và ngoài ra thì còn có sản phẩm đó là sâm tố nữ này. Đấy, công dụng là tăng cường sinh lý nữ, tăng vòng 1, cải thiện các triệu chứng khô, giảm âm đạo. Đấy, giảm ham muốn, lãnh cảm, làm chậm mãn kinh, cân bằng nội tiết tố nữ, chống lão hóa. Cái này thì sâm tố nữ thì các bác lên mạng tìm hiểu thì có thể là sẽ biết về cái công dụng là kỹ hơn. Cái này là rất là tốt cho con gái này. Đấy, cháu sâm tố nữ này là có hai dạng các bác ạ. Đây là dạng miếng, còn đây là dạng bột đấy ạ. Dạng bột thì cháu đóng thành lọ như này, lọ 1 cân. Cái này miếng này thì về là các bác là đun nước uống này. Đấy, còn bột thì pha nước pha uống trực tiếp luôn. Uống các bác trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì cháu có mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Đây là mật ong khoái thì màu mật là vàng đậm hơn. Mật ong hoa bạc hà thì màu vàng nhạt hơn này. Đấy, mùa mật ong khoái đến rồi các bác ạ. Ngày hôm nay thì các bác mua sản phẩm bên cháu thì cháu sẽ tặng cao artiso này. Đấy, các bác lấy từ 2 sản phẩm trở lên thì cháu sẽ tặng các bác là 1 miếng cao artiso hỗ trợ về bệnh gan và bệnh xương khớp các bác nha. Đấy, cao artiso. Còn trên tay cháu đây là cái sản phẩm gừng đen các bác ạ. Cái gừng đen này thì cực kỳ là hiếm. Đấy, và đặc biệt là rất là tốt cho sức khỏe và những cô bác ông bà mà bị tiểu đường ấy thì dùng cái gừng đen này rất là tốt ạ. Đây, gừng đen thì có hai loại, gừng đen tươi và gừng đen khô các bác nhá. Đấy, các bác muốn biết về các cái công dụng sâu hơn một chút về những cái sản phẩm hiện tại cháu đang bán thì cứ liên hệ với vợ chồng cháu để chúng cháu tư vấn cho các bác. Ngoài ra thì cháu có sản phẩm đó là trà rào của Lam. Cái này công dụng chính đó là hỗ trợ về bệnh tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu, ngăn ngừa ung thư, rất là tốt cho các bác là những người lớn tuổi. Ngoài ra thì các bác lấy hàng trong ngày hôm nay thì cháu có thể là nếu như các bác không lấy cao artiso thì cháu tặng các bác đó là lọ chẩm chéo. Đấy, ở trên gian hàng của vợ chồng cháu. Ngoài ra thì cháu còn có đó là chuối hột rừng nữa. Đấy, thì toàn bộ đây là những cái mặt hàng đặc sản hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. À, vừa rồi thì còn thiếu đó là đây là cái bột tam thất này. Đấy, bột tam thất công dụng bổ máu, chống viêm nhiễm, làm tan u,
rất là nhiều công dụng chữa suy thận này. Trên này là toàn bộ những sản phẩm hiện tại là vợ chồng cháu đang bán. Rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được đón nhận sự ủng hộ của các bác để vợ chồng cháu có thêm kinh phí đi chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn ở trên vùng cao này. Và đặc biệt là nếu như các bác ủng hộ sản phẩm của vợ chồng cháu thì chúng cháu sẽ dồn vào quỹ và tích để chúng cháu là sẽ ủng hộ cho bé Hưng trong thời gian tới. Tại vì kinh phí làm nhà của nhà Hưng ấy là còn thiếu rất là nhiều. Các bác mua hàng liên hệ cho cháu qua số điện thoại 0369 944 064, cháu ghi ở trên màn hình các bác nhé. Là ngày trước thì mẹ của Khang là bỏ đi sang bên đấy ấy, thì hiện tại là về đây để cắt khẩu, nhưng mà bố của Khang là không đồng ý để cắt khẩu sang bên đấy. Thì hiện tại là bố của Khang là muốn mẹ của Khang là quay lại. Thế nhưng mà không biết là mẹ của Khang có đồng ý quay lại không. Rất là ít khi là bỏ đi như thế là quay trở lại lắm. Chả biết là rủ đi đâu. Đấy, ra đây chỉ đạo là ý là phải múc từ kia về đây là cho nó bằng. Ây da. Có cái tướng chỉ đạo đấy. Ây da. Đấy, tiếp tục là chỉ đạo tiếp này. Nhìn thế thôi thông minh phết đấy các bạn ạ. Đấy, bảo là phải Khang bảo là phải múc bằng từ đây đấy dọc sang kia là phải múc cho nó bằng. Đang ra đây để dọn đồ ấy, xong là bảo là tí là cho múc ở đây. Đấy, theo như sự chỉ đạo của bé Khang thì sẽ cho múc đấy, cho nó thẳng từ đây sang kia. Hình như là cũng sắp bằng rồi đấy. Mọi người ở trên này thì hiện tại là đang rất là phát triển, làm theo cái kiểu nhà sàn khung gỗ bằng bê tông thay bằng cái làm bằng gỗ ấy, thì sẽ mọi người sẽ đổ bằng bê tông này, có những cái vỉ kèo rất là đẹp. Hiện tại là nhà cháu cũng làm theo kiểu như này này các bác. Nhà này thì cái mức tiền thì tầm khoảng 6 đến 700 triệu sẽ được một cái ngôi nhà như thế này. Cái công của mọi người ở đây đổ ấy thì là hình như là bảo là 70 hay 80 triệu. Đấy, một cái tiền công đổ cái khung nhà sàn này. Hai bạn này thì cùng chung một cái cảnh ngộ là không nói được. Đấy, thì Khang là cũng có một người bạn này không nói được, không nghe được. Đấy, hai bạn đang có những cái ngôn ngữ để giao tiếp với nhau. Khang đang rủ đi ăn cái quả mận, cây mận nhà Khang kìa. Nhưng mà bảo chua quá không ăn được đâu. Khang bảo ngon lắm. Rất là thích chụp ảnh luôn các bác ạ. Cứ rủ cháu bảo là cho cháu quay cam lại chụp ảnh. Đấy, chụp ảnh đi. Cười đi. Này. Giá như mà bố của Khang đồng ý mà cho Khang đi ở với cháu thì sau này lớn lên ấy, thì Khang cũng sẽ có tương lai hơn và biết làm cái này cái kia hơn. Bây giờ ở nhà thì ăn cơm xong là cứ nghịch điện thoại thôi, bát không rửa, quần áo không biết giặt, tắm thì chắc phải 3-4 ngày mới tắm một lần. Còn ở với cháu là cứ tối nào cũng phải tắm, giặt quần áo, ăn cơm xong rửa bát quét nhà. Đây ngồi đây một lúc thì lại đi cầm cái bát dưa hấu về, bảo là muốn mời chú lái máy xúc ấy ăn quả dưa hấu đấy các bác ạ. Nhìn thế thôi nhưng mà Khang là một cậu bé rất là, nhất là cũng tội nghiệp.
thiệt thòi hơn so với các bạn của mình, đó là không nói được, không nghe được. Thế nhưng mà được cái là Khang rất là thông minh. Tội nhất là bố mẹ bỏ nhau, bây giờ là chỉ ở với bố, thì mặc dù là bố vẫn thương thôi, nhưng mà để mà có sự chăm sóc tốt như người mẹ thì cũng khó được. Thưa bác, là chính ra cái phần đất này là ngày xưa là của nhà cháu. Đấy, toàn bộ những cái chỗ mà đất của nhà hai bé Huy Khang và toàn bộ cái nhà hiện tại là hai bé Huy Khang đang ở ấy, thì là đây là đất của nhà cháu. Thì ngày xưa thì là bố của Khang là không có chỗ ở ấy, ở tít trên kia. Nhà bố của Khang cũng rất là nghèo thì không có tiền. Đấy thì về mua lại cái mảnh đất nhà cháu này. Đấy, cái thời điểm đấy là nhà cháu bán hình như là 12 triệu hay sao ấy. 22 triệu là từ cái gốc cây mận này. Đấy, toàn đến toàn bộ cái ngôi nhà này. Nói chung là bố bảo là cái này coi như là vừa bán vừa cho thôi, tại vì là bố Khang ấy thì là cũng không có đất để ở. Bây giờ mà mình bán đắt thì anh ấy cũng không có tiền. Gọi là bán với cái giá đấy thì gọi là vừa bán vừa cho thôi. Chứ so với cái chỗ đất khác này là như nhà của 6 mẹ con mà bằng cái chỗ này thì chắc phải tầm 100 triệu rồi. Trên đấy đất rất là đắt luôn, mà toàn đất cắt ấy các bác ạ. Đấy, kéo hết đất sang bên này thì mai là ở đây là sẽ được thêm một cái nền nữa. Các bác thấy là ở trên vùng cao thì có những cái khu là có những cái điểm view rất là đẹp luôn. Đây là toàn những cái dãy núi cánh cung. Ở trên vùng cao thì được cái là rất là buồn cười như này. Lúc khó khăn thì bỏ đi, đến lúc mà điều kiện gia đình tốt hơn hoặc là đi ở với một người nào đấy, đi lấy chồng khác ấy, mà cuộc sống cảm thấy là vất vả hơn, khó khăn hơn, thì lại lúc đấy lại bảo là muốn quay lại để chung sống với cái người chồng cũ của mình. Đấy, có rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Điển hình ở đây như là nhà của hai bé Huy Khang. Đấy, ngày hôm nay thì thấy mẹ quay trở lại, cái ý là cũng muốn là chắc là cũng muốn về đây để lấy bố của Khang đấy. Ở trên nhà của anh Phong ấy, là vợ của anh Phong cũng ngỏ ý mấy lần rồi, bảo là muốn quay trở lại để chung sống và lập gia đình lại với anh Phong. Nhưng mà anh Phong bảo không đồng ý, tại vì là đã bỏ đi rồi. Đấy thì không đồng ý quay lại nữa. Thưa các bác, là bây giờ là sắp xong rồi, thì tí nữa cho em ấy gặt chỗ này cho nó bằng bằng một tí, để sau này anh Đông bố của Khang ấy có tiền thì mua ấy đá về đây kè đây này, kè cho nó cao cao lên một chút, sau đó thì gặt cái đất này xuống cái này để cho nó bằng lại. Thì ở đây là nó sẽ được một cái nền rất là đẹp, nhìn view xuống như kia. Đấy, coi như là nếu mà làm chuồng trâu là được một cái chuồng trâu luôn đấy. Chỗ này ví dụ anh làm cái chuồng trâu to bằng cái kia là được luôn đấy. Nhưng mà anh phải xếp đá cao bằng gần bằng mặt này này, đúng không, thì đất nó mới không trôi xuống như kia. Đấy, sau này là ở đây là được một cái nền là gọi là làm cái chuồng trâu ở đây rồi. Sau một ngày thì đã gạt xong cái nền này rồi. Đấy, hiện tại là đã rất là bằng rồi. Đấy, vừa rồi thì cháu bảo là đi lại lại để cho đất nó chắc ấy, nhưng mà anh Đông anh bảo là thôi không phải làm đâu, để như này để mấy nữa là trồng rau vào. Đấy, đất cho nó tươi lên xong là không cần đi lại lại, để mấy nữa là sẽ trồng rau vào đây. Đấy, ở đây là sẽ thành những cái luống rau rất là đẹp, và sau này thì anh có tiền anh sẽ đi mua vật liệu về để làm cái nhà bếp ở phần bên này. Đấy, nhà thì có hai anh em Huy với Khang ấy, thì là sau này là Huy có thể là sẽ ở nhà bên kia, Khang sẽ làm ở bên này một cái ngôi nhà. Đấy, cái đất này ấy, bây giờ mà theo như cái ngôi nhà ở trên kia đúng vừa được bằng cái nền nhà đấy, người ta đã bán 50 triệu rồi. À, ngày xưa cách đây 3 năm thì bố cho bán là chỗ này cho anh Đông thì có 16 triệu. Đấy, nếu mà bây giờ thời điểm này mà bán thì nó phải tầm khoảng 80 triệu. Đấy, cả ô này ô kia phải 80 triệu.
bây giờ là xong rồi các bác ạ. Đấy, nền đã gặt bằng hết rồi. Toàn bộ cái khu vực này từ góc bên này sang bên này nó phải rơi vào tầm khoảng 13 mét. Đấy, bây giờ ở đây là được cái nền nhà rất là rộng thoải mái luôn. Thì anh Đông anh bảo là sẽ kiếm tiền để mua vật liệu về làm nhà bếp ở cái khu vực này. Thưa các bác anh chị, là hôm nay thì cháu đã đào xong cái phần nền nhà này rồi. Đấy, thì tới này thì anh Đông anh ấy có tiền thì anh sẽ làm cái chuồng lợn ở đây. Thì ngày trước anh bảo là đi vay ngân hàng ấy, thì bên ngân hàng bảo là bây giờ mà vay thì sẽ không có cái gì gọi là thế chấp ấy, sợ sau này anh không giả được thì sẽ không có tiền để mà giả cho ngân hàng, người ta không cho vay nữa. Đấy, bây giờ là đào xong cái này thì tới này là anh sẽ làm cái chuồng lợn ở đây, à chuồng lợn ở bên kia, còn cái làm nhà bếp ở đây. Nhà bếp là rộng tầm bao nhiêu mét anh? Nếu mà anh làm ấy, nếu mà anh đi làm được tiền về xong là anh làm chắc là vào tiền đến đây đi thôi em ạ. Ui to thế, thế là nhà bếp to bằng cái nhà của mình à? Ở trong ấy mình làm, còn mình làm bếp các thứ nữa, bếp nó rộng ra to hơn nhà của mình nữa. Không cần to thế đâu mà, từ bên kia ra đây chắc cũng có tầm khoảng 5 mét thôi. Đấy thì hy vọng là anh sẽ cố gắng để đi làm kiếm tiền về xong là làm cái nhà bếp, để có cái nhà bếp để sinh hoạt. Bây giờ anh ấy nhóm bếp ở trong nhà rất là khói luôn. Đấy, có cái chậu để trong nhà ấy, nhóm bếp ở trong nhà khói vào hết vào nhà rồi. Thế thì nhà bếp ấy, thì anh sẽ bảo là có tiền làm ở đây. Đấy thì câu chuyện hôm nay là vợ của anh cũng bảo là quay trở lại, thì hy vọng là anh sẽ liên hệ lại được với vợ của anh để vợ của anh quay trở lại để chăm sóc con. Đấy, ai cũng có những cái sai lầm thì có thể bỏ qua cho nhau được thì tốt. Đấy, hôm nay là phần quà này là của ông đấu tên ở bên Mỹ, ông 95 tuổi. Ngày trước là em lên đây thông báo cho anh ấy, thì cái hôm đấy anh bảo là muốn múc cái này để sau này làm nhà bếp. Đấy thì ông bảo là cho em sử dụng cái số tiền đấy để làm cái kinh phí đấy, múc cái nền này đấy, cho gia đình anh. Đấy, bây giờ là anh gửi lời cảm ơn đến ông đấu tên nào. À Huy vào đây nào. Con xin được cảm ơn với anh ông đầu tiên ở bên Mỹ đã về gửi tiền về san cái nền cho con. Con rất cảm ơn ông. Hôm nay san xong cái nền anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy là rất vui rồi chú ạ. Ông được giúp đỡ thì cái mà không giúp đỡ thì nếu mà mình lấy người đào thì cũng không đào được em. Đất nhiều lắm, đào này phải có khi là phải nhiều hơn chỗ đấy đấy. Đấy, ông là gửi đến 100 đô. Đây là 2.300.000. Thì hôm nay thì cháu cũng đã đào xong cái phần nền nhà cho hai bé Huy Khang rồi. Hai anh em thì sau này là ở đây sẽ một nền là có thể là sử dụng cho Huy hoặc là Khang ở thêm một nhà nữa ở đây hai anh em. À Huy nào, Huy gửi lời cảm ơn đến ông giấu tên ở bên Mỹ. Con cảm ơn ông giấu tên ở bên Mỹ đã gửi tiền về. Đã gửi tiền về cho con. Để con múc nền nhà. Để con múc nền nhà. Con chúc ông và gia đình. Con chúc ông và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Luôn luôn mạnh khỏe. Thế hôm nọ anh Khang đẩy ngã ở đâu mà gãy tay đây? Tay. Đâu xem nào. Kéo áo lên chú xem nào. Khỏi chưa? Chưa. Chưa khỏi á? Ừ. Ôi dồi. Xem nào. Vẫn còn đau à? Ừ. Ôi dồi, nguy hiểm thế. Anh mà không mang đi chữa là sau này nó bị tay nó bị cong ấy. Hôm nọ anh kéo, hôm nọ anh kẹp xong anh kéo là xong rồi bảo ông cắt thuốc để bỏ thuốc. Thế ông cắt thuốc chưa? Ông mới hôm nọ thì ông đang đi bảo vẫn có việc bận đấy. Đây mà cái này mà mang đi vào bệnh viện là cái này chắc chắn là phải bó bột rồi. Này các bác, cái cục xương này lòi ra nhìn rất là to luôn. Ôi dồi ôi. Đấy, cái này là ở nhà là sợ không ổn đâu. Này phải mang đi chụp chiếu rồi. Cái thằng này. Chả biết nó tự ngã là thằng Khang đẩy nó ngã chứ. À, anh Khang đẩy hay là mình tự ngã? Anh Khang đẩy. Đây này, sưng thế này, tối nó ngủ có khóc không? Không. Thằng này chịu đau giỏi nhỉ. Đây này, tay sưng hết như thế này mà nó vẫn chịu được. Đấy, cái cục xương là lòi ra rồi. Đấy, nếu mà có tiền thì đưa con đi bệnh viện khám đi. Và hôm nọ anh đưa đi, nó không chịu đi cơ, nó sợ bác sĩ tiêm lắm cái thằng này. À. Nhưng mà bây giờ có tiền để đi đưa con đi bệnh viện không? Thì anh còn mấy trăm. Mấy trăm sao mà đủ được. Đi vào viện thì như thế này thì ít nhất phải 1-2 triệu là mình làm tiền ăn uống thôi. Còn đi vào viện thì thẻ bảo hiểm người ta hỗ trợ rồi.
xem là có anh cho đi, anh cho đi là nó cứ ở nhà khóc rồi anh bảo là cho đi xuống cái kia khám xong à. Khám mới khỏi, sau này tay mình què đấy. Nhá, Huy nhá. Đấy mấy bố có tiền thì cho bố đưa đi vào bệnh viện khám nhá. Đấy, bây giờ thì anh bảo có mấy trăm nghìn thì không đủ điều kiện để mà đi vào bệnh viện được. Đấy, hy vọng là sẽ có duyên với cô bác Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho bé Huy là đi vào bệnh viện để khám cái tay của mình. Chứ bây giờ bé mới có chỉ được 7 tuổi mà tay đã cong cái cục xương lòi ra hết rồi. Mà bố không có điều kiện, không biết là tại sao lại không đưa đi vào viện, cứ ở nhà như này sao mà khỏi được. Không đi viện thì cũng phải đi cắt thuốc nam về để bó cho nó khỏi đi. Bây giờ nó đang bị như này, thằng Khang thì rất là nghịch, nó lại trêu nó đẩy một phát nữa là ngã là còn đau gáy tay luôn ấy, còn gáy hẳn luôn ấy. Nhờ. Không được, bây giờ không được trêu nhau với anh Khang nhá. Tí anh Khang mà đấm cái này mà phát là gáy luôn ấy. Hai thằng này là rất là nghịch luôn. Đấy, ngày trước ở với cháu là cháu biết rồi. Thằng Khang nữa, Khang nghịch lắm các bác ạ. Đấy, phải tách nhau ra, ví dụ như Khang ở một nơi, Huy ở một nơi thì bay ra là ít trêu nhau. À, một lần nữa thì hôm nay là thay mặt cho ba bố con, cháu cũng xin gửi lời cảm ơn đến ông giấu tên ở bên Mỹ đã hỗ trợ cho ba bố con san cái nền nhà này bằng trở lại để sau này anh có tiền anh sẽ làm cái công trình khác. Đấy, bây giờ thì thước phim một cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi, chắc có lẽ là tối buổi chiều nay thì anh Đông anh cũng làm cơm thì anh em cháu sẽ ở lại để ăn cơm với anh ấy một bữa. Đấy, còn cái vấn đề là vợ anh ấy quay lại thì bây giờ cháu chỉ biết khuyên là anh ấy cố gắng để níu kéo vợ, cho vợ về đây ở cùng thôi. Bây giờ anh ấy đi lấy vợ khác thì cũng đã lấy rồi nhưng mà hai vợ chồng lại không ở với nhau được. Đến bây giờ thì anh lại ở một mình. Đấy, còn vợ của anh đi sang kia lấy chồng thì không biết là cuộc sống như thế nào. Đấy, cố gắng bảo vợ quay lại đi, về ở với mình. Vâng, để anh ấy bảo xem là như thế nào. Bây giờ thì cháu xin phép kết thúc video ở đây được các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Cháu xin chào các bác. Con chào các bác.